kiến tạo cho ghi bàn rồi. Kéo luôn một thằng ở đây. Thứ ba bây giờ anh. Anh cứ quay lên để anh. Trời. Sân nhà bỏ em ơi. Thằng đu bò này. Còn đợi vào vào làm gì á. Cho anh chuyển đây cầm đứng anh ăn gì mà. Vâng, coi đây này, nhanh cho. Coi đi anh nhìn chơi gấu cho. Không phải đấy. Coi đi để anh chơi cho, anh nhìn con sát. Đây ông của em. Anh chơi cho. Việt cánh nào ấy. Cô tao cô mày cũng cô mày hay sợ chết đi đâu sợ sợ anh ơi anh nói cô Luna sợ lắm sợ chết đúng ai muốn chết sợ đồ cũng nằm chúng tôi mà sợ tốn tiền nữa chứ chả sợ chết luôn chưng nữa rồi con bây giờ vãi lồn nó bậy chưng con tốt nha chưng chiều ơi quá đi thì nó hóp chứ bãi vô kịch cánh từ từ cánh từ từ thôi Trung Anh từ từ lên lên này Trung Anh này lên lên luôn này ừ phải phòng 16 thì tưởng không sơn luôn mà ai phòng 16 thì tưởng không sơn luôn cái đỏ bắt
Đừng để mình dạy 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 mình ăn cơm hay hả? Lỗi à? Quay đây. Chạy vô ra. Tí đang xem điện thoại. Chưa, mới 9 phút ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ê cánh em ơi. Anh Hùng vào theo đỏ, theo xanh đi. Khó. Đấy là chỉ nói cho dạ. Anh Hùng vào. Đấy là chỉ nói. Anh Hùng ơi. Kia. Không mang áo xanh à? Không, anh chỉ mang áo đỏ thôi. Anh Hùng vào sân là không ai chuyền bóng đâu. Hơi chói anh ạ. Anh Hùng ơi, mọi người bảo anh bảo đỏ không ai chuyền bóng cho anh đâu. Đội này là cũng nát rồi, còn sau nữa thành bét luôn, lo gì. Ôi rồi ơi phải đào đây, quả đây đào đây. Ôi rồi ơi, anh nữa ơi, 1 phút cuối cùng à, cơ hội cho các ngôi sao tỏa sáng. Tỏa sáng nhanh để rồi vượt tắt. Đi bàn đây. Nhanh em đi bóng lên. Cảm ơn.
Ok, hay quá. Hay quá. Bấm qua nhầm à? Chán. Lại thế thôi, đó không ngã. Hết giờ rồi. Thôi, một tuần một phút mà. Đó, đi hết giờ rồi. Một tuần một phút rồi. Thôi vào đi, nó kêu thay người. Thôi. Đi đi. Đây, hết thì tốt thì. Một kìa anh. Lên đi. Cái này bị chói. Cũng là chói không được.